cô gái này chính là thời ni điệp cung chủ của hợp hoan cung vừa rồi có ý đồ rửa tay gác kiếm giải tán toàn bộ hợp hoan cung nên cô đang bị truy đuổi ánh trăng trên cao soi sáng con đường cô chạy trốn vừa chạy vừa thở không ra hơi đang chạy cô nghe thấy tiếng động liền quay người lại nhìn thế mà một trưởng đánh tới soạt cô nghiêng người tránh được cô nghĩ bọn họ quá thực yêu cô rồi một bóng dáng người xuất hiện trên không trung người này là tứ đồ đệ hoàn cửu đăng y độc vô song hắn đưa tay về phía cô rồi lên tiếng sư tôn có phải người không cần ta nữa không cô vừa chạy tiếp vừa la lớn không phải ta không cần ngươi thời ni điệp ta không dám cần ngươi bỗng một thanh kiếm bay vút qua mặt cô sững người sau đó thanh kiếm cắm xuống mặt đất nổ ầm ầm đất đá khiến thời ni điệp ngã cô ngồi bệt dưới đất nhìn cảnh này một thanh âm vang lên sư tôn người vừa đánh ra thanh kiếm này là tam đồ đệ nhiếp quy tầm thiên vận tri tử hắn hỏi cô lại một lần nữa có còn dám để hắn xuất sư không thời ni điệp hoảng sợ bọn nhóc này trưởng thành rồi cô đánh không lại nữa á nhiếp quy tầm khuyên cô đừng chạy nữa Lúc này cô đã chạy vào trong rừng, mệt xỉu luôn rồi, chắc không đuổi theo đâu nhỉ. Đang dừng lại để thở lấy hơi, thì có tiếng động, cô ngẩng đầu lên nhìn, á, xẹt xẹt, bộp bộp, một loạt sợi dây trói cả người cô lại. Thời ni điệp kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của những sợi dây này. Sư tôn, người muốn chạy đi đâu sao? Chàng trai này là nhị đồ đệ hạc lan sơn, lãng tử tiêu sái. Cô trầm lặng, bất lực, sau đó hét to am ni cô, rồi bứt đứt mấy sợi dây, chạy tiếp. Còn hạc lan sơn thả tim chụt chụt cho cô. Vừa bỏ chạy cô vừa nghĩ tại sao ai cũng đều không bỏ qua cho mình. Phía trước bị chắn đường, cô ngẩng đầu lên, đây là. Dưới ánh trăng tròn, cô nhìn bóng dáng này gọi hai chữ, Vân Vân. Hắn quay mặt lại bảo, người đến rồi sao? Mỹ Nam này là đại đồ đệ Vân Lâm, chính cung trên danh nghĩa. Thấy hắn, cô vươn hai tay chạy lại gọi tên hắn, Vân Vân, sau đó ôm hắn rồi khóc hu hu, may mà có ngươi. Bỗng nhiên thời ni điệp một chân dẫm hụt xuống vách núi và rơi xuống, cô kinh hãi đưa tay ra cầu cứu, Vân Vân đưa tay muốn kéo cô lại nhưng không kịp không, cô kinh hoàng la lớn, trời ạ, à, vân chưa xong sao? trong lúc rơi xuống vực thảm thời ni điệp vẫn chìm đắm trong suy nghĩ các nam chính nhà khác nhiều nhất cũng ba bốn người, vì sao số lượng hậu cung của ta lại nhiều như vậy chứ? bịch bịch bỗng cô được một chàng trai đỡ được cô nhìn hắn rồi nghĩ cái này cũng quá kích thích rồi, người này là ma giới, ma tôn, ma giới chi tôn. hắn nhìn cô cười rồi bảo nghe nói môn đồ hợp hoan cung nhiều, không biết cung chủ có thể thu nhận cả bổn tọa được không? cô nổi khùng vùng vẫy gào lên chết mất thôi. Ngươi là ma tôn đó. Mình không muốn bị kích thích như vậy đâu, bực bội chết mất. Cùng lúc này, có một bàn tay đưa ra, kéo cô qua, cô cũng không biết là ai, cô quay lại nhìn, hắn nắm lấy tay nàng tuyên bố, nàng ta là con cờ quan trọng nhất của ta, người khác đừng hòng nhúng tay. Người này là tinh mệnh chủ, núi tử thần, thiên địa là một ván cờ. Thời ni điệp mừng rỡ lên tiếng, oa, người chính là tinh mệnh chủ có thể nhìn trộm thiên cơ trong truyền thuyết sao, nàng nghĩ, vậy lời nói ngông cuồng của người ta tha thứ rồi đó mà nói sao hắn trưng ra cái mặt đưa đám đó như vậy cảm thấy rất là ngầu sao hắn bỗng quay sang nhìn cô cô bảo toi đời bị phát hiện độc thoại nội tâm rồi sau đấy tinh mệnh chủ đưa tay lên trán cô một vòng xoáy tròn hiện ra ầm 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 cùng với tiếng nước tí tách cô ngạc nhiên nhìn thanh niên mặc đồ đen đeo mạng che trước mặt ngươi là ai ta đang ở đâu thời ni điệp cúi mặt nhíu mày ngực khó chịu quá sao ta lại đau lòng như vậy hắn cười bảo bởi vì chúng ta là người yêu kiếp trước cô vui mừng qua cái thiết lập lãng mạn này hóa ra mình có quan phối sao hắn chỉ tay về một hướng nàng xem nơi này chính là nơi chúng ta định tình cô cũng ngạc nhiên nhìn theo nơi này à nơi mình và quan phối nơi định tình vãi nhìn về hướng đấy cô thấy biển hiệu ba chữ hợp hoan cung to đùng cô há hốc mồm hóa đá sau đó chạy bịch bịch từng bậc thang đưa tay tháo lấy bảng hiệu rắc rắc bảng hiệu vô tội này đã bị cô bẻ gãy làm đôi miệng thì hét lớn ai lại định tình ở loại nơi này chứ trả lãng mạn lại cho ta đệt sao toàn bộ con mẹ nó là Hợp Hoan cung vậy, vừa chửi cô vừa đạp nát cái bảng hiệu. Bên này quan phối đứng đổ mồ hôi hột, thời Ni điệp tức giận run cả người, cô lấy hết hơi hét vang trời, thành lập Hợp Hoan cung không phải là chủ ý của ta, phúc khí này cho các người đó, có muốn hay không? Chuyện này tất cả phải từ rất lâu về trước cô xuyên không đến quyển tiểu thuyết sảng văn nam tần hậu cung này, từ đó trở thành cung chủ Hợp Hoan cung. Mỹ Nam trước mắt này đang mở miệng mắng chửi yêu nữ, cuối cùng sẽ có một ngày, danh môn chính phải bọn ta, sẽ san bằng hợp hoan cung của người, người nhất định sẽ không được chết tử tế. Thời Ni Điệp nâng cầm hắn lên bảo, nhưng trước lúc những chuyện đó xảy ra, ngươi sẽ trở thành nam nhân thứ 100 của ta. Ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Kêu đi, kêu rách cả cổ họng, cũng không ai đến cứu ngươi. Trên tay run rẩy cầm chiếc điện thoại, cô cảm thán đây đúng là một bộ chuyện hay dứt lời cô ném điện thoại cái bốp rồi lớn tiếng mắng nhưng không ai nói cho mình biết đây là một bộ chuyện nam tần hơn nữa còn là chuyện hậu cung long ngạo thiên tự sướng gặp ai cũng đe tình tiết trong chuyện này là long ngạo thiên nhiếp quy tầm bị kẻ gian hãm hại trục xuất khỏi tông môn trở thành phế vật lại bị nữ ma đầu cung chủ hợp hoan cùng khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật bắt đi cung chủ hợp hoan ép buộc hắn cùng hoan hảo cuối cùng bị hắn giết ngược sau đó cả tòa hợp hoan cùng cũng bị danh môn chính phái tàn sát hầu như không còn mà Long Ngạo Thiên tiếp tục bản đồ hậu cung kế tiếp của hắn. Bỏ theo dõi bỏ theo dõi, ai thèm xem nam tần Long Ngạo Thiên mở hậu cung chứ? Mình muốn vào nữ tần xem đại nữ chủ, hừm, tác giả truyện tranh nam tần Long Ngạo Thiên kia gửi tin nhắn riêng cho mình sao? Bên kia tác giả nhắn hỏi cô thật sự không muốn theo dõi truyện tranh này sao? Cô nhắn lại không muốn, rồi cười mỉa mai, gì vậy còn chát riêng để kéo theo dõi luôn đấy. Bỗng nhiên một vòng xoáy hiện ra, chuyện gì thế, Cô kinh ngạc nhìn, sau đó đầu choáng váng, cơ thể thật nhẹ, lúc mở mắt ra thì thấy có một người đang nói, "Cung chủ, mở miệng a." À, cô ngậm quả nho, ngạc nhiên không biết là tình huống gì vậy. Xoay người nhìn xuống dưới thì thấy một loạt người quỳ, miệng đồng thanh hô lớn, "Bái kiến cung chủ." Mình xuyên không thành cung chủ hợp hoan, tội ác chồng chất rồi. Không muốn đâu. "Cung chủ, a à cửu là nam sủng mới nuôi của người, hôm nay là lần đầu tiên may mắn hầu hạ người." Cô nhìn người trước mắt rồi đưa mặt ra nghĩ, nam sủng này cũng quá nhỏ rồi đó cung chủ son trên mỗi người trôi rồi ta giúp người tô lại một chút hắn chạm một ngón tay lên môi làm cô đỏ mặt a cửu rụt tay lại khuôn mặt lo lắng cửu đăng ta vượt quá giới hạn của cung chủ đại nhân rồi lúc này nội tâm cô cảm thấy tội lỗi quá tội lỗi sắp đi tù rồi nè trái luân thường đạo lý không thể tuyệt đối không thể a cửu cười híp mắt cung chủ người đẹp quá a cửu rất thích người cô nhìn thấy đáng yêu quá tỷ tỷ cũng thích ngươi mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục hay ra Ta tuyên bố, kể từ hôm nay, ta chính là cung chủ hợp hoan cung tội ác đầy trời. Ồ vậy thì, chưa nói dứt lời, hắn đã cầm đoạn đao rồi hô to, đồn quy vu tận cùng ta đi. Cô ngạc nhiên, à dế. Hắn lao tới muốn đâm cô, cô sợ hãi mở vô la to, á đừng mà, sau đó đưa tay ra chặn lại, soạt ầm. Hắn bị văng ra hộc máu mồm, ánh mắt vẫn nhìn một trưởng ấy, cô thì nghĩ, đủ mé. Mình lợi hại vậy luôn sao? Mọi người trong sảnh chạy tán loạn, cung chủ lại muốn giết người rồi. Thời Ni Điệp khóc ròng, ta oan uổng, ta chỉ tiện tay nhấc một cái đã lợi hại vậy rồi. Cô chắp tay tiến tới cúi xuống hỏi ngươi không sao chứ? Hắn bảo ngươi đừng qua đây, hắn nắm chặt đoàn đao, vốn muốn đồng quy vu tận cùng ngươi, xem ra không thể được rồi. Thời Ni Điệp, ngươi bắt ta làm tù binh, vọng tưởng ép trai nhà lành bán dâm ta nói cho ngươi biết ta thà chết không theo. Thời Ni Điệp nghĩ mình lại cầm thú như vậy sao? Hắn vẫn là một đứa trẻ đó. A à, cửu xoay người, cầm dao hướng cổ mình rồi cầu xin thời Ni Điệp cho ta tọa nguyện đi, Cô đưa hai tay ra ngăn cản, ngươi đừng kích động, không may lại phát trưởng làm văng đoàn dao của A Cửu. Lúc này cô hóa đá, ạc à, ta không phải cố ý đâu, ta chỉ muốn ngăn cản ngươi, thật đó. Nhìn hắn nằm bất động, cô ngạc nhiên, ủa, ngất xỉu rồi à. Sau đó cô bình tĩnh lại, để mình nghĩ xem hiện tại là tình huống gì. Bỗng có tiếng bíp một tiếng, cô quay sang nhìn, hửm, đây là gì vậy? Lúc này, hệ thống xuất hiện thông báo nhiệm vụ, nam chính Long Ngạo Thiên vừa bị cô trói lại, nhốt ở phòng bên cạnh. Trên lý thuyết cô phải lập tức kích hoạt kịch bản song tu đồng thời bị hắn giết ngược mạng một đến đêm nay. Chúc cô chết vui vẻ. Nghe xong thời ni điệp cạn lời, hả? Chỉ có vậy sao? Ngón tay vàng đâu? Nhiệm vụ đâu? Nhắc nhở đâu? Vừa bắt đầu đã ngủm củ tỏi. Một chút đường sống cũng không cho. Sao hệ thống của mình không giống với người khác vậy nè? Nói rồi cô thở dài một hơi, thôi bỏ đi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Cô vén vài cọng tóc bị gió thổi bay, bây giờ mình đi gặp nam chính long ngạo thiên này một lát vậy. Tiếng mọi người hoan hô, cung chủ đại nhân đến rồi mọi người đồng loạt quỳ xuống, bái kiến cung chủ. Trời mà ơi, đây chính là Giang Sơn mà chậm đánh hạ sao? Hai, hóa ra nguyên chủ đã sở hữu nhiều mỹ nhân như vậy, còn nhất định phải đi trêu chọc Long Ngạo Thiên Nhiếp Quy Tầm kia, cuối cùng chẳng những chiếc dưới tay Nhiếp Quy Tầm, hợp hoan cung to như vậy cũng mất đi sự che chở của cung chủ, trong nháy mắt đã bị chính phái tàn sát hầu như không còn, chật chật đáng tiếc. Tới ngoài cửa cô lại nghĩ, không bằng mình thả Nhiếp Quy Tầm ra vậy, sau đó đẩy cửa ra, từ đây, hắn làm long ngạo thiên của hắn, mình làm sơn đại vương của mình, nước sông không phạm nước giếng, he he. ngẩng đầu lên nhìn trên giường trống không cô tá hỏa, ấy. Có sát khí, sau đó quay đầu về hướng sát khí. Một bàn tay bóp cổ cô, yêu nữ, giao thuốc giải ra đây. Hà ta là yêu nữ. Hiện tại ngươi bị danh môn chính phái trục xuất tông môn, thiên hạ người người phải chu diệt đến cả tiểu sư muội thanh mai trúc mã của ngươi cũng phỉ nhổ ngươi. Như vậy, ngươi là cái gì? dứt lời cô cầm lấy bàn tay hắn đang bóp cổ mình vèo một cái ném hắn ngã rầm xuống đất xịt cả máu mồm cô xuất ra tà khí thốn đoạn là một con rắn màu xanh khe khe rồi bảo ngươi chỉ là món đồ chơi của ta mà thôi long ngạo thiên nhìn vào chân cô có một lắc chân chuông ngưng quang thiên âm đang phát sáng nhưng nội tâm thời ni điệp lúc này là kiểu cô quỳ xuống dập đầu liên lịa xuống sàn long ngao thiên đại ca xin lỗi không kịp giải thích nữa rồi diễn kịch thì diễn cho tới ta cũng vì tương lai của hai người chúng ta thôi ha 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 nhớ nhiếp quy tầm ta đã từng một thời thiên kiêu hôm nay lại rơi vào kết cục mặc cho người ta sâu xé nếu đã vậy ngươi phí lời với ta làm gì bỗng những sợi dây xanh chói chặt tay quấn quanh hai chân lại nhiếp quy tầm tức giận run toàn thân ngươi thời ni điệp hóa đá, pháp khí của cô cũng quá hiểu nhân tính mà cô không có sai nó làm mà rồi cô nhìn con rắn ra sức khua tay không không ta không phải ý này con rắn thì nhìn cô một lúc rồi rồi tỏ vẻ hiểu ý liền tới mở phanh y phục trên người long ngạo thiên gia xoạt xoạt con rắn vui mừng tỏ ý muốn chủ nhân khen ngợi long ngạo thiên hét long trời yêu nữ người quả nhiên thời ni điệp nghe tiếng hét vội đưa tay che hai tay lại ta càng không phải ý này mà cô lau nước mắt sụt sùi nó thông minh quá rồi cô đằng hắng hai tiếng khụ khụ rồi cúi mặt nói cái đó ta thật sự muốn thả ngươi ra thật đó ngươi chỉ cần thề với ta sau này vĩnh viễn không đối địch với ta ta sẽ thả ngươi xuống núi đợi mãi không thấy hắn trả lời cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy con rắn đã quấn dây chặt miệng hắn rồi Tới lúc này thời ni điệp đành quỳ xuống lại thần rắn này, ngươi mới là đại ca thật sự của ta, ta cầu xin ngươi thu lại thần thông đi. Chủ tử ngươi đã rửa tay gác kiếm rồi. Thật đó, ngươi sớm cải tà quy tránh đi. Long ngạo thiên nghiến răng, mau đưa thuốc giải cho ta. Ôi, xém chút quên mất, long ngạo thiên lúc này còn đang trúng nhiễm tình lộ. Sau đó cô lục tìm trong tay áo, lấy ra một chai thuốc. Cô thầm nghĩ, oa, phản diện thực sự có thói quen tốt mang thuốc giải theo bên người. Cô tiến tới đổ thuốc giải cho long ngạo thiên uống khuôn mặt thời ni điệp đắc ý mỉm cười như mèo con đang vui bỗng cô ngạc nhiên và sợ hãi hửm đại ca trạng thái của ngươi sao càng ngày càng không đúng vậy hắn hét lên ta muốn giết ngươi cô quay mặt sau lọ thuốc thì thấy ghi ba chữ nhiễm tình lộ hoảng sợ quá cô ném luôn lọ thuốc á mình sắp toi rồi long ngạo thiên run rẩy mắng cái đồ tà tu ngươi ta nhất định sẽ giết ngươi tà môn ngoại đạo thiên địa không chứa hắn hét lớn làm thời ni điệp sợ hãi lùi lại mấy bước một ngày nào đó tu chân giới sẽ dẫm hợp hoan cung của ngươi ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế tiếng hét vang vọng trời xanh làm chim thú cũng phải hoảng sợ bay loạn xạ thời ni điệp mở tung cửa bước ra ngoài vừa đi cô vừa nghĩ mình là quan quá rồi cô nhớ lại cảnh bị hai tên nam nhân đó mắng chửi vậy thì đồng quý vụ tận với ta đi tà môn ngoại đạo thiên địa không chứa một ngày nào đó tu chân giới sẽ dẫm hợp hoan cung của ngươi ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế cô nghĩ mình là một tà tu thiên hạ người người đều muốn giết trong nguyên tắc, sau khi mình chết không lâu, đám tiểu tử này cũng bị chính phái vây quét hầu như không còn. Bọn họ bị mình bắt làm tù binh, đều là người vô tội, lại bị mình liên lụy mà chết. Cô hoảng sợ, người người đều muốn mình chết hoặc là vì mình mà chết. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì có một bàn tay vỗ lên vai cô rồi gọi A Điệp, cô sợ hãi ngước lên nhìn. Có vẻ nàng đang có tâm sự, có thể nói cho ta nghe không? Cô nhìn hắn, Vân Lâm, cảm giác thật ấm áp là quyến luyến lưu lại trong cơ thể này sao? Vân Lâm ôm cô vào lòng, ừm, ta đây. Vân Lâm, chính cung duy nhất trên danh nghĩa của nguyên chủ, một người bình thường, không có tu vi, nhưng rất được sủng ái, lại trung thành không hài lòng. Trong nguyên tắc, sau khi nguyên chủ chết không lâu, vì bảo vệ các thiếu niên vô tội của hợp hoan cung, hắn chết thảm dưới tay chính phái. Vân Lâm bê một tô bún riêu cua tới rồi lên tiếng, người tu tiên phần lớn đều kiêng ăn, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy nàng muốn ăn. Hắn để tô bún lên bàn, cười bảo, sau này nếu nàng muốn ăn gì, có thể nói với ta bất cứ lúc nào, ta sẽ làm cho nàng. Thời Ni điệp mắt sáng rực, cô nhìn tô bún riêu cua thơm mùi mắm tôm đến chảy cả nước miếng. Sau đó liệt kê một loạt đồ ăn, ta muốn ăn thịt cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà nướng, ngỗng nướng, vịt om mặn, gà sốt thịt sông khói, trứng muối, bụng nhỏ, thịt khô, lạp xưởng, súp các loại, gà hun khói, bụng trắng, heo ba bảo hấp, vịt nhồi cơm, chim cút đóng hộp, thập cẩm, gà vân lâm cưng chiều, được những món nàng nói ta đều nhớ hết rồi. Cô chống cầm cười, không đến mức đó, không đến mức đó, ta nói đùa thôi, nhiều như vậy làm sao ngươi làm hết được? vân lâm xoa đầu nàng cưng chiều thân thể phàm nhân chẳng sống đến trăm năm nhưng ta làm bạn cùng nàng ngày qua ngày năm năm tháng tháng cuối cùng cũng sẽ có ngày làm hết thời ni điệp bưng bát bún vừa ăn vừa khen ngon quá đi siêu cấp ngon nóng hôi hổi thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn ăn no nê cô thoải mái đặt tô bún xuống bàn cái cạch sau đó nhào vào lòng vân lâm mẹ ơi ngươi chính là mẹ của ta cô tự hỏi đây chính là cảm giác gia đình sao thật ấm áp thật an tâm thông tin trong nguyên tắc không thể nào sai được Vân Lâm e là người duy nhất trong thế giới này không muốn lấy mạng chó của mình nhỉ. Vân Lâm vuốt ve cô, ngoan, ăn xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Cô đồng ý, nhưng một giây sau bỗng hóa đá, đợi đã, ngủ. Chúng ta sao? Miệng méo sẹo, cô ngước mặt lên nhìn Vân Lâm rồi hỏi lại, ngươi, vừa nãy nói, chấm ai người, chúng ta cùng ngủ sao? Mẹ ơi mình quên mất mình và Vân Lâm là quan hệ vợ chồng già. Vân Lâm sờ cầm suy tư, chẳng lẽ, nàng muốn thêm tên nhiếp quy tầm mới bắt kia tới hắn giơ ba ngón tay lên, ba người, cũng không phải không được. Thời ni điệp ngạc nhiên, rồi máu háo sắc tưởng tượng ra khung cảnh ba người. Lý trí quay về hiện tại, cô hai tay che ngực, ông trời ơi, đây không phải quan hệ vợ chồng già bình thường đâu. Thấy cô không trả lời, Vân Lâm lại sờ cầm suy tư, lẽ nào, nàng còn muốn thêm tiểu thiếu niên tên A cửu lúc sáng nay nữa. Tới lúc này, Vân Lâm tưởng tượng ra khung cảnh bốn người hắn lại giơ bốn ngón tay lên bốn người cũng không phải không được thời ni điệp đưa ngón tay chạm vào môi hắn suỵt đêm nay chỉ hai người chúng ta là đủ rồi màn đêm buông xuống trăng tròn tiếng lá cây xào sạc trong phòng ngủ vân lâm gọi a điệp đêm nay nàng thật sự không ngủ trên giường sao cô nằm dưới đất cười bảo tu vi ba trăm năm của ta cũng không phải uổng phí nào có đạo lý để một phàm nhân như ngươi ngủ trên mặt đất được ầm ừ, cái này gọi là kịch bản đại pháp của nam chủ phải gần sát mặt đất dung hòa vào tự nhiên còn có cô bảo hắn đừng gọi cô là A Điệp nữa, nghe cứ kỳ kỳ, từ Điệp đồng âm với từ cha nha. Cô sực nhớ ra hỏi hắn bao nhiêu tuổi rồi, Vân Lâm đáp 32. Cô lặng thinh nghĩ, tuổi trẻ 32, còn cô tuổi cao 300, hay lắm, ta không phải cha ngươi, ta là tổ tông ngươi. Bỗng thời Ni Điệp ngồi dậy, Vân Lâm, ta muốn cải tà quy tránh, khai tông lập phái, dạy cho đám nhóc con phương pháp tu tiên. Vân Lâm bảo được, cô lại nói tiếp, Vân Lâm, ta muốn đổi tên cho hợp hoan cung, ngươi giúp ta nghĩ thử đi. Được hợp hoan cùng đứng sừng sững lưu luyến ở đỉnh núi núi non trùng điệp mây mù bao quanh như vậy cứ lấy ý thiên điệp vân sơn vạn lý lưu đổi tên thành điệp vân tông đi ngươi không hỏi ta tại sao à tại sao ta muốn khai tông lập phái tại sao ta muốn cải tà quy tránh nếu nàng muốn nói cho ta biết ta rất vui khi được nghe nàng chia sẻ nếu nàng tạm thời không muốn nói ta cũng tin tưởng vào quyết định của nàng sau đó hai người nhìn nhau cười thời ni điệp đồng ý lấy tên điệp vân tông sáng hôm sau tiếng chim kêu chiêm chiếp đánh thức cô dậy cô ngó nghiêng xung quanh không thấy vân lâm đâu cả rồi thắc mắc sao mình lại ngủ trên giường thời ni điệp vui vẻ tiến tới mở cửa sổ đón chào buổi sáng những chú chim vẫn đứng đó kêu chiêm chiếp thời ni điệp tràn đầy nhiệt huyết bắt đầu từ hôm nay ta muốn khai tông lập phái gây dựng hợp hoan cung càng lớn càng mạnh bỗng hệ thống kêu đinh một tiếng làm cô giật mình hụ oa chúc mừng bạn kích hoạt thành công nhiệm vụ khai tông lập pháp đã mở khóa công năng lò luyện đan đã mở khóa công thức thuốc viên ngoan ngoãn nghe lời Hệ thống, cuối cùng ngươi cũng nghĩ đến cho ta ngón tay vàng rồi à? Hú hồn hú vía, cô nhìn vào lò luyện đan đang chờ mở khóa, đọc xong thấy công thức không đúng lắm, nguyên liệu lại là y phục của nam tử sao? Cô suy sụp tại sao ai cũng cảm thấy mình là loại người này vậy? Đợi đã, mình có lò luyện đan rồi, hiện giờ mình đã là đệ nhất trận tu của đại lục, cho dù so với tông chủ Lưu Ly Bảo Tông chuyên tu trận pháp của một trong lục đại tiên tông cũng không hề thua kém. Chỉ là, một mình mình thế đơn lực bạc mà người ta thì cả một môn phái có rồi. Người thụ hưởng ưu tiên của lò luyện đạn này không phải mình, mà nên là các đệ tử tương lai của mình. Vân Lâm bưng đồ ăn sáng vào, nàng dậy rồi. Vân Lâm, người thầy ta tuyên bố với trên dưới hợp hoan cung, nếu có người muốn đi, lập tức có thể tự mình rời đi. Nhưng nếu có người cam tâm tình nguyện ở lại, ta liền khai tông lập phái, truyền thụ cách tu hành cho bọn họ. Được ta đi ngay. Nàng ăn sáng trước đi. Cô hỏi hôm nay hắn nấu gì vậy? Thơm quá, là thịt cừu hấp. Sau khi tập hợp các đệ tử tới, như đã nói, hợp hoan cung đổi tên thành Điệp Vân Tông, từ nay về sau khai tông lập phái, đi vào chính đạo. Ta sẽ dốc lòng truyền thụ những gì ta học được trong cả đời của ta, nhưng bất cứ ai vào môn hạ của ta, thời ni điệp ta sẽ che chở cho các ngươi. Các đệ tử bên dưới thì thầm to nhỏ, truyền thụ cách tu hành sao? Không xong tu nữa a à. Sau một hồi suy nghĩ, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, bái kiến tông chủ. Bỗng nhiên cô nhìn thấy A Cửu, hắn cũng hoảng sợ nhìn cô. Cô cười ha ha, cậu nhóc, sao ngươi không đi, không phải ngươi rất ghét ta sao? A à cửu lắp bắp nói, chỉ cần, chỉ cần có thể truyền dạy đạo pháp cho ta, ta sẽ, sẽ bất chấp tất cả, miễn cưỡng ủy thân cho môn hạ của sắc nữ ngươi, chỉ cần có thể báo thù, thời ni điệp cạn lời, ta đội ơn ngươi, ngươi ăn nói như vậy ra ngoài cũng bị đánh chết, muốn ở lại thì cứ ở đi. Thời ni điệp nhìn qua người ăn mặc rách dưới, đang ngồi dưới gốc cây kia, ngoại hình cũng kém hơn mọi người nhiều quá rồi đó, mình không phải sắc nữ sao? Thẩm mỹ đột biến rồi. Sau khi khả nghi, cô bịch bịch đi tới chỗ hắn, rồi ra lệnh, ngươi, ngẩng đầu lên. Trong lòng thì nghĩ, khả nghi, đúng là quá khả nghi mà. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt tóc tai bù xù, dâu ria lồm xồm này làm cô giật mình, má ơi, cô khóc dòng dọa chết ta rồi, suýt ngã thì Vân Lâm đỡ được. Hắn tên Hạc Lan Sơn, là một tên điên si mê đạo Pháp. Từng tình nguyện hy sinh chín phần tu vi để trả giá cứng rắn sông vào đại trận hộ phong của hợp hoan cung, chỉ vì muốn bái nàng làm sư, học tập trận Pháp. Nhưng nàng cứ luôn phớt lờ hắn, hắn vẫn ở lại đây không chịu đi, đã rất nhiều năm rồi. Cô bình tĩnh lại, hóa ra là hắn à, lãng tử Hạc Lan Sơn trong nguyên tắc là một người bạn tốt nam chính đã quen biết vào giai đoạn sau. Hắn lang thang khắp nơi, hành tung bất định nhưng thiên phú dị bẩm, tự thành một phái, cuối cùng khi thiên ma dị động vì chống lại ma tôn, đã lấy thân tử đạo. Thời ni điệp chỉ tay ra đằng sau ta sẽ không nhận ngươi, ngươi đi đi. Một tên long ngạo thiên ta đã đỡ không được rồi, lại thêm một vị đại Phật ta thật sự thờ không nổi. Ngươi đánh chết ta ta cũng không đi nói rồi lão lấy sẻng đào đất cô ngạc nhiên hỏi ngươi làm gì vậy đào mộ đỡ cho ngươi chôn cô bốc hỏa ngươi suy nghĩ thật chu đáo đó lão còn khoa trương móc ra tấm bia đá khắc lên hai hàng chữ mộ của đệ tử thời nghi điệp ten 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 lão thảnh thơi nằm xuống nói vọng lên kiếp sau gặp nha cô bảo ta không định đánh chết ngươi mà ta chỉ muốn quăng ngươi xuống núi thôi Hắn ngồi dậy tính toán, như vậy, xin hỏi, nếu mỗi lần ta bị quăng xuống núi lại leo lên, công lực bị đại trận hộ phong làm suy yếu 9 phần, lặp lại như vậy 372 lần, về sau ta, thời ni điệp đứng bên cạnh tính dùm hắn, công lực của ngươi còn lại 0,1 mũ 372. Lão lắc ngón tay, không, không, thứ muốn hỏi là mộ phần của ta cần diện tích bao nhiêu? Thời ni điệp túm lấy cổ áo hắn, ngươi còn vậy nữa, ta sẽ nhốt ngươi lại đó. Hắn còn cố hỏi nhốt bao lâu? Cô điên tiết gào lên, một ngàn năm, hắn đưa sợi xích ra, xích sắt ta tu cha, giảm giá 20%, còn 800 năm được không? Đến lúc này cô thở dài, mệt mỏi quá rồi, bỏ đi, ta giữ ngươi lại vậy. Nhưng mà ta có một yêu cầu, ngươi phải chú ý hình tượng, tắm rửa sạch sẽ, được chứ? Cô che mũi, tỏ vẻ ghét bỏ. Hắn vỗ tay cái bộp, sạch sẽ à? Nơi này là hợp hoan tông. Phải lấy sắc hầu hạ ngươi, ta ngộ ra rồi, hóa ra là vậy. Ngươi ngộ ra cũng muộn quá rồi đó. Nếu người nhận ra sớm hơn, cũng không đến nổi uổng phí nhiều năm như thế, Tuy nhiên, từ một khắc đồng hồ trước, nơi này đã không phải hợp hoan tông nữa rồi. Hắn ngậm cọng cỏ trong miệng xoay người rời đi, cô thắc mắc hỏi đi đâu, thì nhận được câu tắm rửa sạch sẽ, lấy sắc hầu hạ người. Thời ni điệp tức giận, giơ tay dậm chân, vừa nãy ta mới tuyên bố rửa tay gác kiếm mà, rốt cuộc ngươi ngốc thật hay giả ngốc thế. Vân Lâm đưa cho nàng, đây là danh sách tất cả đệ tử của Điệp Vân Tông hiện giờ, nàng xem qua một chút đi, tính cả Hạc Lan Sơn thì tròn 100 người. Thời Ni Điệp cầm đọc rồi thắc mắc sao không có tên của Vân Lâm ý nàng là bảo ta cũng làm đồ đệ của nàng à đương nhiên đừng khách sáo từ nay trở đi người chính là đại đệ tử của ta nha vân lâm nghĩ mình không muốn làm đại đệ tử thứ mình muốn làm là cô lấy bút ghi thêm hai chữ vân lâm vào cười hê hê bây giờ vừa vặn một trăm linh một người vậy chẳng phải có thể tạo ra một tu chân bản một trăm linh một nam đoàn sao đợi đã hình như có gì sai sai trong danh sách hình như trà trộn vào một người kỳ quái nào đó cô nhìn thấy ba chữ nhiếp quy tầm ôi mẹ ơi mình quên mất đại ca long ngạo thiên rồi hình như hắn vẫn đang bị mình nhốt đó nghĩ vậy cô đi tới phòng hắn rồi mở cửa phòng ra nhìn thấy hắn vẫn còn nằm trên giường cô đi tới xem thì thấy hình như dược lực vẫn chưa hết cả người hắn đổ mồ hôi hơi thở nặng nề cô nhìn rồi không biết xử lý hắn ra làm sao bên ngoài cửa có một người tiến vào thời ni điệp nhanh như chớp lấy cái chăn đắp lên người long ngạo thiên cô xoay người lại nhìn nhưng lại nghĩ mình có tật giật mình cái gì vậy nhìn thấy a cửu đứng ở cửa cô hỏi tại sao cậu nhóc này lại tới đây A cửu đỏ mặt đứng im không nói được câu nào. Đứa trẻ này, sao lại có vẻ mặt thấy chết không sợ thế? Đừng nói lại muốn đồng quy vu tận với mình đây chứ. Chưa nghĩ xong đã thấy A cửu cởi y phục ra, cô hoảng sợ, ấy, ấy, bên này A cửu nhắm tịt mắt trừ khóc, hét lớn, đến đi. Thời ni điệp không hiểu, đến cái gì, cái gì đến. Bỗng quần áo A cửu chút hết xuống đất, cũng là lúc hai trong mắt thời ni điệp rớt xuống lịch bịch theo. Cô lấy tay che lại hai mắt mình, sắp bị cấm rồi sau đó quay ra sau kéo màng rèm quấn quanh người a cửu cuộn tròn hắn lại rồi đá vút a cửu uốn éo giải thích ta biết ngươi thèm muốn thân thể ta đồng ý dạy ta pháp thuật cũng có cái giá phải trải không sao vì báo thù cho trên dưới 72 người của hoàn gia ta thế nào ta cũng có thể chịu đựng được nghe đến hoàn gia cô kinh ngạc thế ra y tu tiếng tăm lừng lẫy kia sao thế gia tu trong một đêm cả nhà bị diệt à nghĩ rồi cô kéo đầu hắn ra hỏi ngươi chính là hoàn cửu lệ sao trong nguyên tắc cả nhà hắn bị đồ sát, chịu kích thích lớn, hắn đổi tên thành Hoàn Cửu Lệ, vì báo thù, đầu nhập vào ma đạo, trở thành phụ tá tả hữu của Ma Tôn. Cuối cùng chết trong đại chiến tiên ma dưới tay kẻ thù của hắn. Không sai, ta chính là Hoàn Cửu Lệ. Đáng thương quá, làm sao có thể, đứa nhỏ này cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, cô xoa đầu hắn, được rồi, mau mặc y phục vào đi. Ngươi, ngươi chướng mắt ta, nhưng ta ngoại trừ thân thể này, thật sự không có lợi thế nào khác cả hắn lao tới ta cầu xin người dáng làm tạm một chút đi ngươi nhịn một chút sẽ xong ngay rất nhanh thôi cô che mặt lại bảo cái này là ép mua ép bán đó thời ni điệp nhặt lên y phục khoác vào cho a cửu ta dạy ngươi là được ngươi không cần như vậy đâu ta ban cho người tên hoàn cửu đăng sau này ta chỉ truyền dạy ngươi bản lĩnh ngươi chỉ cần tôn trọng ta như thầy của người là được sau khi học xong ngươi muốn báo thù hay là muốn đi ta đều không ngăn cản ngươi cũng không cần làm dáng vẻ này nữa nghe vậy hắn tròn xe mắt tỏ vẻ không tin, ngươi thật sự không suy nghĩ lại một chút sao? Không phải ngươi đang thử lòng thành của ta đấy chứ? Cô bảo một thân gầy nhom này của ngươi thật sự không phải gu của ta, huống gì một chú gà con lông còn chưa mọc đủ. A à cửu há hốc mồm liên tưởng tới những chú gà con, sau đó hắn khóc lớn hu hu chạy đi. Ta ta biết ngay ác nữ ngươi cố ý muốn nhục nhã ta mà cô thở dài một hơi, đang tính bỏ đi thì nghe tiếng động thằng sau xoay người lại cười trừ, ha ha, ngươi tỉnh rồi sao? hắn cười lớn ha ha, trước mặt ta tự biên tự diễn làm ra vở kịch hay như vậy, là muốn để ta tin tưởng ngươi đã cải tà quy tránh rồi sao? Thời ni điệp nhíu mày, chậm chậm đi lại gần hắn, ngươi tưởng bản thân vẫn là đại sư huynh quang phong tế nguyệt kia sao? Hiện tại ngươi chỉ là một phế vật không có tu vi mà thôi. Bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn, lăn xuống đỉnh lưu luyến của ta, sau đó bị ba phương, chính, tà, ma đuổi giết, bất luận sau này sống hay chết, đều không liên quan đến thời ni điệp ta trong nguyên tắc nhiếp quy tầm dựa vào hút ngược một thân công lực của mình mới dẫm lên bước quật khởi đầu tiên cô trầm tư nghĩ hôm nay mình không xong tu cùng hắn hắn không thể mở sau này sống hay chết còn chưa biết được cô cười lớn ưu thế thuộc về ta ha ha ngươi nói rất có lý thiên hạ này đã không còn chỗ cho ta dung thân nhưng mà nếu như ta có sự lựa chọn thứ hai thì sao cô ngạc nhiên nhìn hắn không hiểu gì cả hắn ngồi dậy dựa gần vào cô bảo ta chọn ở lại làm cô tưởng nghe nhầm hỏi lại ngươi nói gì cơ ta nói ta muốn gia nhập vào điệp vân tông sau này nhờ vào ngươi rồi sư tôn cô ngạc nhiên đỏ mặt nhìn hắn nhiếp quy tầm cười nghĩ yêu nữ này nhanh vậy đã mê đắm ta rồi sao thời ni điệp vung tay đấm hắn một cái xịt máu cho ngươi giả ngầu ngươi liền tưởng bở đúng không dầm phụt ngươi gieo giống hậu cung đúng không ta nên bị ngươi mê hoặc đúng không cô lao tới đánh hắn tới tấp binh binh bốp bốp hệ thống nổi cảnh báo không thể nổi ý sát hại đứa con của vận khí được bỏ đi nếu đuổi hắn đi tự sinh tự diệt khó đảm bảo hắn sẽ không sinh lòng oán hận không bằng thuận nước đẩy thuyền thu hắn làm đồ đệ tốt xấu gì giữa mình với hắn cũng có thêm một tầng ràng buộc hắn tức giận nói nữ nhân ngươi sau này ta nhất định sẽ còn chưa nói xong đã bị cô tóm cổ áo ngươi muốn bái sư trước hết phải học được tôn sư trọng đạo hiện tại ngươi nên cung kính gọi ta một tiếng gì ý của ngươi là đồng ý nhận ta làm đồ đệ ngươi nghĩ kỹ đi hiện giờ ta là một phế vật càng là ma vật do tông chủ chân võ tông đệ nhất thiên hạ khâm định cô bảo người nên nghĩ kỹ là ngươi ngươi thật sự sẵn sàng chuẩn bị bái sư lại lần nữa chưa dứt lời cô đứng dậy xoay người rời đi đi tới cửa cô nói vọng lại ta biết ngươi bị toàn bộ chân võ tông vứt bỏ thậm chí bị sư tôn của chính mình đích thân phế đi công lực nhưng ta và bọn họ không giống nhau ngươi là người cương trực ta tin ngươi bị oan uổng điệp vân tông sau này cũng vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ bất kỳ một đệ tử nào bỏ đi đợi đến ngày ngươi chân chính công nhận ta ngươi lại đổi cách gọi ta thành sư tôn là được Hắn cúi gầm mặt cười ha ha, không ngờ thế giới này người duy nhất tin tưởng ta Bi Oan lại là một tà tu. Buổi tối, lúc này Vân Lâm đang dọn bữa tối lên bàn, sau đó ngồi đợi thời Ni Điệp. Còn thời Ni Điệp đang ngâm mình tắm suối nước nóng sau núi, cô thoải mái nghĩ, sớm ngày nuôi lớn một đám nhóc con, ta liền có thể mở ra cuộc sống dưỡng lão thư giãn rồi. Có tiếng động, cô hỏi người nào? Sau khi quay lại nhìn thì thấy có một bóng đen, hắn mở miệng gọi Sư Tôn, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn che đi chỗ đó cô nhìn thân thể nóng bỏng của hắn mà phụt cả máu mũi hắn lội xuống nước đang muốn cởi chiếc khăn ra cô lắp bắp ngươi ngươi là ai đừng đừng cởi hắn cười bảo ta à ta là hạc lan sơn đó qua cô không hình dung ra nổi hạc lan sơn sao cái gã mặc đồ rách nát kia sao lúc này cô há hốc mồm ngộ ra đồ đệ bẩn thỉu không nên vứt tắm rửa một cái siêu cấp đẹp thằng bé hàng xóm cũng thèm sắp khóc rồi hắn tiến sát lại cúi xuống nói sư tôn ta tắm rửa sạch sẽ rồi Cô đỏ mặt tim đập thình thịch, sau đó không nói hai lời, nhấn mạnh đầu hắn xuống nước, ủng, ngươi tắm lại lần nữa cho ta đi. Còn nghĩ, thôi xong, xém chút đã đắm chìm vào sắc đẹp rồi. Hạc Lam Sơn ngẩng đầu lên, ho khụ khụ, cô nhìn thân hình này mà còn ở lại sợ không chịu được nữa, liền bảo ta ta đi trước đây. Sau đó chậm chậm lùi dần, còn hắn chống tay nhìn cô. Con rắn không hiểu chuyện gì cũng nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Con rắn quất đuôi cái bốp vào sau lưng Hạc Lam Sơn, hắn loạn choạng ngã xuống, mém đè chúng thời nghi điệp. Sư tôn, thứ cho ta nói thẳng, pháp khí của người hình như rất hiểu nhân tính. Hắn thì thầm bên tai cô, có phải người thường xuyên làm cái loại, thời ni điệp đỏ mặt nhấn đầu hắn xuống nước, ủng, miệng la lớn, ta không phải, ta không có, đừng nói bậy. Ta là chính nhân quân tử đó. Bên này pháp khí, con rắn đeo kính đang mở sách ra đọc tên bìa là tổng tài bá đạo phải lòng tôi. Thời ni điệp đứng lên, nhường hồ nước cho người đó. Cô nghĩ, điệp vân tông dương thịnh âm suy, nơi này không tiện ở lại lâu lên bờ cô nhìn thấy y phục của hạc lam sơn liền nghĩ tới dùng nó luyện đan dược mang tên ngoan ngoãn nghe lời cô ôm mặt vui mừng mắt nhìn chằm chằm về y phục của hắn hạc lam sơn nhìn thấy liền hỏi sư tôn hình như người đang có suy nghĩ biến thái gì thời ni điệp vỗ ngực khẳng định không có hoàn toàn không có nha hắn chống cầm bảo thực sự muốn lấy thì cứ lấy đi sư tôn là chính nhân quân tử ta không phải nghe vậy cô chậm rãi lùi dần lại mắt nhìn y phục tay thì chộp lấy y phục sau đó chạy đi còn nói vọng lại không khách sáo nữa mọi người đều biến thái là được chứ gì. Lúc này ở phòng của cô, trên bàn ăn đồ ăn đã nguội cả rồi, nến cũng đã cháy hết. Vân Lâm đang đen mặt ngồi đợi, hắn đưa tay lên không trung, nghĩ lại lời thời Ni Điệp đã nói, Vân Lâm, sau này mỗi buổi tối ta không ở chỗ ngươi nữa, ngủ ngon. Hắn buồn bã, trầm tư, thẫn thờ, rồi cứ ngồi đó chờ đợi trong vô vọng. Bên này, thời Ni Điệp mở ra hệ thống, lò luyện đan hiện ra, cô đã dùng y phục luyện được công thức một còn công thức hai là đề hồ quán đinh hoàn, cần nguyên liệu thuốc viên ngoan ngoãn nghe lời gấp đôi thời ni điệp nhíu mày trầm tư nhìn theo dựa theo cốt truyện nguyên tắc chính phái qua mấy ngày nữa sẽ đánh đến cửa môn đề hồ quán đỉnh hoàn tên như ý nghĩa hẳn là đan dược khai phá tiềm lực nâng cao tu vi nhỉ nhưng mà một xiêm y của hạc lan sơn chỉ làm ra tám thuốc viên ngoan ngoãn nghe lời À, hình như sai cô tính lại tám chia hai bằng bốn đúng không ta sáng hôm sau tại sảnh điệp vân tông kể từ hôm nay bốn người các ngươi chính là đệ tử thân truyền của ta đại đệ tử vân lâm một phàm nhân không có tu vi nhị đệ tử hạc lan sơn một tên điên vốn có ngàn năm đạo hành lại bị đại trận hộ phong tước đi chín phần tam đệ tử nhiếp quy tầm một tên xui xẻo thiên phú dị bẩm nhưng hiện giờ công lực tẫn phế tứ đệ tử hoàn cửu đăng một con gà còn cô là sư tôn thiên hạ đệ nhất trận pháp sư một tà tu thiên hạ người người đòi đánh căn bản không dám bước xuống đỉnh lưu luyến nửa bước cô khoanh tay cười ha ha điệp vân tông đúng là nhân tài đông đúc tương lai rất khả thi đấy bốn người bọn họ nghe xong đổ mồ hôi hột cô đập bàn dầm sau đó để mấy viên đan dược lên nào chỉ cần có chúng để hồ quán đỉnh hoàn do ta đích thân luyện hóa sẽ có thể giúp các ngươi nâng cao tu vi hoàn cửu đang nhìn mấy viên đan dược thì khoanh tay cạn lời cái này ở quê ta gọi là màn thầu ba người kia đã cầm mỗi người một cái đan dược hình màn thầu này còn đang đen mặt nhìn chằm chằm nó hoàn cửu đang hoảng sợ nhìn thời ni điệp ngươi ngươi muốn làm gì cô bảo bớt nói nhảm lại mau ăn rồi cầm viên đan dược đó giọng vô miệng hắn mau ăn mạnh vào nuốt hết cho ta chính phái sắp đánh đến cửa rồi đó các người cho ta chút phẩm chất trong thời bình nghĩ đến thời loạn của nhân vật phản diện đi hắn khóc ròng ròng ngậm chặt miệng không chịu ăn buổi tối trên đỉnh núi sau khi ăn đan dược bọn họ ngồi hấp thu linh khí từng đợt linh khí phát sáng xung quanh họ rắc rắc các kinh mạch được khai thông hạc lan sơn khen đan dược của sư tôn đúng là ghê gớm nhiếp quy tầm vẫn còn nghi ngờ chẳng lẽ nữ nhân kia thật lòng muốn dạy chúng ta sao hoàn cửu đơn thì cười lạnh xí muốn học nhanh trước tiên phải ngủ cùng yêu nữ hắn chỉ một ngón tay lên trời bảo, dù sao, ta là người có giác ngộ nhất ở đây, sau này ta chắc chắn lợi hại hơn các ngươi. Hai tay Hạc Vân Lam bốc hỏa, hắn vui mừng nhìn, đan dược này ẩn chứa quá nhiều năng lượng. Hai người kia căn bản cũng tiêu hóa không hết được, cảm giác nóng như lửa, cơ thể dường như sắp bốc cháy rồi. Nhiếp quy tầm vỗ mạnh tay xuống đất, hén lớn, thời ni điệp, ngươi cố ý, sau đó xé rách y phục đang mặc ra. Hôm sau, các đệ tử khác thì thầm bàn tán, các ngươi nghe nói gì chưa? Đêm qua ba sư huynh cởi chuồng chạy sau núi đấy. Chuyển cảnh đến thác nước sau núi, ba vị huynh đài này đang ngâm mình trong nước lạnh, thời ni điệp đỏ mặt cô cầm hai cây đang nhìn trộm ở bụi cây. Cô cười hê hê, hóa ra là hồ quán đỉnh như vậy à. Cô vui mừng hát là lá la ta là tiểu cô nương nhặt y phục cõng một giỏ che trên lưng. Như vậy, nguyên liệu đan, ngoan ngoãn nghe lời không cần lo lắng mấy ngày rồi. Cô thắc mắc sao không thấy Vân Lâm đâu cả, hắn đi đâu rồi sao? Lúc này một giọng nói gọi A Điệp vang lên, cô quay lại nhìn thấy Vân Lâm, cô hỏi hắn không sao chứ? Rồi nghĩ, theo lý mà nói, Vân Lâm là một phàm nhân, hắn phải là người phản ứng kịch liệt nhất sau khi ăn đan dược chứ. Hắn cười bảo xin lỗi, ta chưa dùng đan dược. Cô ngạc nhiên nhìn hắn rồi hỏi tại sao? À, đây là thứ đầu tiên nàng tặng ta, nên ta không nỡ ăn. Nghe vậy thời ni điệp vỗ vai hắn, ây ra, đại huynh đệ à, hai chúng ta là ai với ai chứ? Chẳng phải chỉ là một lễ vật sao, sau này ta vẫn sẽ tặng ngươi mà hắn tiến tới ôm lấy cô vào lòng a à điệp ta không muốn tu tiên con đường tu tiên dài đằng đẵng thời gian của tiên nhân vô tận sống càng lâu tương lai chỉ có càng nhiều biến số ta chỉ muốn ở bên nàng như hiện tại thoáng qua liền đến điểm cuối của sinh mệnh cô nghe vậy thì cảm động liền vòng tay ôm lại hắn sau đó vỗ về vân lâm cảm ơn ngươi gặp được ngươi có lẽ là chuyện may mắn nhất đời này của a à điệp cô không thể nói ra được người hắn yêu thật sự đã không còn nữa rồi lúc này hệ thống hiện lên tiếng bíp cảnh cáo cô không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến hệ thống cô nghĩ ta và vân lâm không thể tiếp tục như vậy được ánh trăng này không thuộc về ta nhưng trong khoảnh khắc này ánh trăng đã chiếu lên người ta một lúc sau thác nước sau núi ba vị sư huynh sau khi tắm nước lạnh cho dập hỏa xong lên bờ thì ngạc nhiên trống trơn không thấy y phục của mình đâu nữa hạc lan sơn nghĩ sao tình tiết này quen quen vậy hắn quay sang nhìn hai người kia rồi nghĩ có nên nói cho bọn họ biết sư tôn của chúng ta là một người biến thái không đây Đêm đến, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, lúc này Vân Lâm nhẹ nhàng đi đến bên bàn, hắn véo lấy một góc đan dược bỏ vào miệng ăn. Sau đó khụ khụ, hắn ho ra máu. Vân Lâm nghĩ, nếu thật sự có thêm một chút thời gian ở bên cạnh nàng, cho dù chỉ một sớm một chiều, ta cũng nguyện trả bất cứ giá nào. Hắn ngất xỉu xuống nền nhà, trong đầu vẫn dòng suy nghĩ, thiên hạ này, không chỉ có mình ta tham lam với tình yêu như vậy đúng không? Sau đó mắt nhắm lại, từng giọt nước mắt tuôn trào ra theo cái nhắm mắt đó.